Cái điện thoại. Điện thoại không? Ở đâu? Điện thoại đây dưới chân. Cắm xa của tí, tí chơi game. Rốt nào. Hà Nội trời sắp đổ mưa, em đã đổ anh chưa? Axit thì tác dụng với kiềm, còn em thì tác dụng với anh. Hello, chào Hoàng Đức, chào Ngọc Hân, chào Lan Anh, chào Quỳnh Kerry, chào Ngọc Hân, chào Phạm Viền, chào Hoàng Tuấn Hưng, chào Nhật Ly Văn, chào Quang Minh, chào Hà Nguyễn, chào Bích Hòa, chào Thu Hồng, chào Ngô Hồng Anh. Hello, thầy chẳng có khóa học nào dạy free cả Phạm Ngô Hồng Anh ạ. Hello, chào Nguyễn Thị Hà Giang, em tên là tên Thiên Lý. Ủa? Chào Hoàng Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Hà Giang, em có lỡ giật chồng bà kia. Hello em, thầy đi giật vợ thằng kia. Này sao Hà Nội cứ định mưa, mình mắt nó cứ bị may máy. Hello, chào cả nhà. Cả nhà đang theo dõi video livestream của chú Minh Myelin. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần cực kỳ quan trọng nhá. 15 đề thi mức độ 6 7 8 điểm. Đấy. Cái 15 đề thi mức độ 6 7 8 điểm này của chú Minh là trực tiếp từ chào em gái. Ăn cơm với em. Anh dậy like đã xong rồi tí nữa rồi. Bóc lưng cho anh nhé. Hello, chào các cháu. Em gái chú vừa về, chú phải chào nó không tí nó đánh chết. Nhà có con em gái nhưng mà nó ác độc lắm. Các cháu ơi, các cháu ăn cơm chưa này? Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi thì vào học đi. Chưa ăn cơm thì ăn tiếp. Ăn tiếp nhưng vẫn phải xem livestream. Không là không cho học đâu. Tối mai bí kíp luyện đề làm đề tiếp nha. Thanh niên nào đang ở trong mấy nhóm của chúng mình thì tổ chức xem chung giúp chúng mình nghe nhỉ. Hello, chào các cháu ơi. Đội này nó thích quà. Xem tối này mình có quà gì cả nhá. Chào Tâm nhá, chào Tâm chuyên đi thả thính. Hello Tâm. Mai mình gọi là Tâm Thính. Nay có quà gì cho các cháu nhỉ? Nay mình cứ tặng quà trước thôi, dạo này tặng quà trước thôi. Sau what? 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ hay là ST vận dụng cao. Rồi này tặng 15 phương pháp giải nhanh hữu cơ cho nó máu chó. Tí nữa chú chỉnh giọng hay hơn nhé. Bây giờ chú chỉnh giọng không hay chút. Tí nữa có bản giọng hay. Rồi, sao chép. Gửi quà. Chuyên mục gửi quà bắt đầu. Quà sẽ được gửi cho cháu nào xem video livestream của chúng mình. Cảm ơn các cháu đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Myelin. Hôm nay chúng mình sẽ livestream tiếp cho các cháu cái buổi. Các cháu chú ý nhá, livestream cho 2K2 là tối thứ hai, tối thứ tư, tối thứ sáu, tối chủ nhật. Hôm nay chúng mình sẽ livestream cho 2K2 trong cuốn sách 15 đề thi mức độ 6 7 8 điểm của chúng mình. Cái quyển này chúng mình soạn trước khi thi Trung học Tô ra và nó vẫn có cái lợi ích cho đến bây giờ. Ok. Các cháu chú ý là giúp chúng mình là đây là mình chữa đến mức độ 8 điểm, có nghĩa mình chữa đến câu số 32, còn các câu vận dụng cao chúng mình chữa trong khóa bí kíp luyện đề cùng chú Minh Myelin. Các cháu muốn đăng ký khoa học thì hoàn toàn inbox cho chúng mình. Rất là mong muốn tất cả các cháu đang theo dõi video livestream này share video livestream này về tường và tag các bạn mất gốc của các cháu vào trong video livestream này giúp chúng mình. Tại vì sao? Tại vì các cháu đang được xem free. Hãy share video livestream với các cháu đang được xem free. Đó. Ok. Hello, chào các cháu. Bây giờ là cái bước đầu tiên của chúng ta để bắt đầu buổi học tối ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái đề số 08 trong sách luyện đề của chúng mình. Đấy, quyển sách này thì có cả giải chi tiết rồi có cả đáp án dành cho các cháu luôn. Cực kỳ xịn sò. Cực kỳ xịn sò. Sách chúng mình lúc nào phải xịn. Đúng không? Sắp tới còn xịn nữa cơ. Chúng mình nói thì các cháu nghe rõ không ạ? Hello. Đây. Nay anh ta sẽ chiến đề số 08. Chính xác là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, mã đề 204. Hello, chào Dương Thị Vân Anh. Dương Thị Vân Anh là thành viên lớp live VIP của chúng mình. Live VIP thì có trong lớp live VIP chúng mình đã dạy biện luận với Amoni rồi nhá Vân Anh nhá. Vân Anh xem lại thôi. Hello, chào Hồ Văn Long. Hello, chào Thu Diệu. Hello, chào Trịnh Tuấn. Con chào chú, không chơi thầy. Hello, chào Hoài Thanh. Chào Trần Hải. 9 giờ chúng mình chỉ chữa đến 9 giờ thôi. Học vẫn được cháu ạ. Không sao cả. Chào Lê Văn Sơn. Biện luận mối Amoni chúng mình dạy trong live VIP rồi. Nào, hello, chào cả nhà, chào Ngọc Hân. Hà Nội đang rất là âm u, rất là bế tắc. Chúng mình muốn là các cháu đang theo dõi video livestream, share video livestream lại về tường. Và ngay lập tức chúng mình sẽ thân tặng quà cho 20 cháu đầu tiên comment đáp án câu số 1 ạ. 20 cháu đầu tiên comment đáp án câu số 1 chúng mình sẽ tặng quà. Hello, chào Mỹ Hạnh, chào thầy đẹp dạy. Ôi, hôm nay có đứa khen mình đẹp sai. Này đừng làm thầy sướng xong thầy sống ảo nhá. Nhưng mà có phải là đẹp sai thật không các cháu? Hay là xấu dai? Thực ra này chú nghĩ là đôi khi là chú xấu dai. Tại vì là sao mãi giờ chưa người yêu ấy. Kiểu có người yêu thì nó mới là đẹp dai đúng không? Còn lại bây giờ mình đang là xấu dai nhá. Yên tâm tí nữa chú thuê mấy em xinh xinh đang bóp lưng cho đỡ đau lưng. Hello, chào Phí Tú Anh, chào Hồ Văn Long. Hồ Văn Long comment đầu tiên này. Vã quá gì. Chào Hồ Văn Long nhá. Hồ Văn Long này. Xe chưa? Chưa xe lấy gì đâu quà cháu. Xe đi ạ. Xe mới có quà. Không xe không có quà đâu. Xe mới có quà. Không xe không có quà đâu. Hãy xe vì là học free. Học free mà không xe thì thôi đừng học nữa nha. Chào Nguyễn Hiếu. Hello, chưa có quà. Nguyễn Tú này. Nguyễn Tú xe chưa? Xe mới có quà. Không xe không có quà. Đây cháu này không có xe. Không có quà. Đinh Thị Thu Trà. Xe mau lên tí. Trời, Hà Nội nó mưa thì có lấy cái gì. Đây đấy, trà nó xe này các cháu này. Trà xe, trà quà luôn. Nhìn nhá, ngon quá này. Quà cho trà luôn này. Quà thật luôn. 15 phương pháp dạy ngành hữu cơ. Nhìn nữa chưa? Click vào link nhá là nhận được quà luôn. Hello, chào tất cả các cháu. Chris ASM. Chẳng biết cháu này là người Việt Nam. Cháu này chưa xe. Cháu này chưa xe thì không có quà. Các cháu phải xe để public chúng mình mới thấy được. Hello, chào bạn Phạm Viền top fan. Phạm Viền xe chưa? Đấy, Phạm Viền xe ngoan này mà. Đấy, quý những cái cháu nó xe như này này. Bởi vì làm sao ạ? Các cháu đang được học free. Đấy, hãy share vì các cháu đã được học free. Hãy share vì là học sinh của chúng mình. Hello. Long Chim hay Long Chim đóng cửa sổ vào cái. Hello, chào Nguyễn Khánh Linh. Long Chim đóng cửa sổ họ phát. Linh chưa share rồi. Linh chưa share rồi. Linh chưa share chưa có quà đấy anh ơi. Linh xinh xinh. Cẩm Tú. Tú Ú Nụ. Hello, chào bạn Tú Ú Nụ. Chúng mình nghĩ rằng bạn Tú này sẽ khá là béo đúng không? Sao Tú vừa có quà rồi nhỉ? Nay vừa làm quà xong Tú đã có quà này. Các cháu hãy bước 1 xe video livestream là về tường nhé. Bước 1 xe video livestream là về tường. Bước 2 comment đáp án. Đáp án câu số 1 ạ. Chúng mình cần đáp án câu số 1 ạ. Đấy, xe video livestream chúng mình là về tường nhá. Bước 1 xe video livestream, bước 2 comment đáp án. Chúng mình gửi quà cho cháu, gửi quà bằng tay luôn, quà thật người thật luôn. Ok. Hãy quà của chúng mình như tình yêu của chúng mình dành cho 2K2. Hello, chào Ly Hồng Anh. Ly Hồng Anh là một bạn nữ học lớp live viết chúng mình. Các cháu nhìn thấy xinh không? Đấy, live viết chúng mình toàn gơn xinh thôi. Đứa nào mà không có người yêu thì vào live viết chúng mình học là phê tít thò lò luôn. Đấy, hí anh em này. Ngày mai Ly Hồng Anh muốn có người yêu phải là chụt chụt anh em nhá. Chụt chụt. Ok. Ly Hồng Anh có quà rồi. Chào Vinh Đào. Hello, chào tất cả các cháu đang theo dõi buổi livestream của chú Minh Myelin. Chú Minh Myelin hôm nay sẽ chữa cho cháu đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 rồi chúng ta lấy đến câu số 32, có nghĩa chúng ta giải đến mức độ 8 điểm. Ok, nói chung là đi thi giải mức độ 8 thôi chứ giải cao quá làm gì đúng không? Hello, chào Huỳnh Đào. Huỳnh Đào có qua rồi nhỉ? Tô Cẩm Vi xe video livestream là về tường chưa? Tô Cẩm Vi chưa xe cho có quả. Bước 1 xe nhá. Bước 1 xe. Bước 2 comment đáp án mới có quả. Đây Công Sơn xe rồi này. Đấy, chúng mình quý tất cả những cái cháu nó ngoan ngoãn này. Đấy, hãy xe vì các cháu đang là học free. Ok, trong quá trình xe này chúng mình có thể đọc qua những cái khó khăn là những cái thắc mắc của các cháu, chúng mình sẽ có thể giải đáp ngay lập tức cho các cháu. Chào Nguyễn Duy nhá. Hello, chào Nguyễn Duy. Đấy, rất nhiều bạn top fan của chúng mình. Nguyễn Duy xe rồi này. Đấy. Bước 1 xe, đây Nguyễn Duy có quà rồi. Bước 1 xe video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án các cháu nhá. Hello, chào Hoài Thanh. Hoài Thanh chưa xe đen xì màn hình này cháu ơi. Không tên hai chú. Chào cháu không tên. Hoàng Thị Lan chưa xe, mặc dù rất xinh nhưng chưa xe thì em vẫn không có quà. Hello, chào Nguyễn Khoát là dứt khoát, bạn này khả năng chia tay rất dứt khoát, chưa xe chưa có quả. Hello, chào Lê Trà Minh, 1A. Bạn Lê Trà Minh xe rồi, gửi quà cho Lê Trà Minh luôn. Ok. Thôi nhỉ. Qua cáp đây thôi chứ hả các cháu? Qua cáp đến đây thôi chứ. Đấy, ok. Các cháu ạ, chú Minh chữa từ câu 1 đến câu số 10 nhá. Sau đó chúng ta lại tặng quà tiếp. Ok không nhỉ? Chú Minh chữa từ câu số 1 đến câu số 10. Sau đó những cháu nào comment tiếp, comment nhiệt tình cơ, phải comment nhiệt tình. Chú Minh thì chú Minh chỉ tặng quà những cháu nào comment nhiệt tình thôi. Đấy, các cháu nào comment nhiệt tình từ câu số 1 đến câu số 10 chúng mình sẽ lại tặng quà tiếp nhá. Hello chào Tô Cẩm Vi, có thể là cháu chưa xe có công khai. Hello chào Trần Hải. Hello hello hello. Hello chào tất cả các cháu. Nói thật với các cháu là cái đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 ấy, nó là một trong những cái đề thi dễ. Cái năm 2017 nó rất đặc biệt, nó giống với lại năm 2020 của các cháu. Năm 2017 có đến tận 2 đề minh họa nha, 2 đề tham khảo, 1 đề minh họa, 1 đề tham khảo. Thì nó cũng giống như bọn cháu cũng có 2 đề đúng không? Thì 2 đề đấy đều dễ, thì 2 đề này nó cũng dễ thôi. Thế dẫn đến rằng là cái phần mà thế nên chú Minh mới dùng cái đề trung học phổ thông quốc gia năm 2017 này chữa và để cho các cháu cùng xem nhá. Hello. Hãy share lại vì đây là free ạ. Và nhờ tất cả các cháu học tốt, chú Minh nhờ nhá, chú Minh nhờ tất cả các cháu học tốt là share lại video live stream này giúp chú Minh để và tác giúp chú Minh các bạn của các cháu nhá, tác giúp chú Minh các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video live stream này. Ok. Đấy, chú Minh nhờ các cháu. Ok, thôi, chiến phu nhá. Yes. Câu số 1. Hello. Câu số 1 nào. Cho 3,6 gam FAO. 3,6, ôi máy tính xịn rồi. Máy tính xịn, hôm nay không có máy tính xịn, hôm nay có máy tính đỏ mà. Còn máy tính lợn rồi. Cho 3,6 gam FAO. Chúng ta tìm được số mol FAO nhỉ? FAO xem số mol bằng bao nhiêu các cháu nhỉ? 3,6 chia 72, 3,6 chia 72 bằng 0,05 mol đúng không? 0,05 mol. Đấy, 0,05 mol. Tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thì mình thu được giá trị của A là FeCl2 cộng với lại H2O đúng không? Thế thì anh này là 2 cái gì? Vậy thì đây là 0,05 thì 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy amon HCl là 0,1, đáp án đúng là đáp án A các cháu nhỉ? Thế dễ ọt mà. Dễ hơn húp cháo đúng không? Đấy, là chúng ta sang câu tiếp nhé. Câu số 2 nào. Chúng mình chữa đậy có nhanh quá không các cháu ơi? Câu số 2. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH? Câu nói rất là hay luôn. Câu nói rất hay thi các cháu ạ. Câu nói rất là hay thi luôn. Kim loại nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch HCl mà vừa phản ứng được dung dịch NaOH? Đây cháu lưu ý nhá. Thằng sắt này thì tác dụng HCl chứ không tác dụng NaOH, toang sắt. Thằng đồng thì chẳng tác dụng HCl cũng chẳng tác dụng NaOH, toang đồng. Bạc cũng chẳng tác dụng HCl, chẳng tác dụng NaOH, toang bạc. Vậy chỉ có nhôm thôi ạ. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhá. Đây là nhín này. Mình viết phương trình cho các cháu nhìn. Nhôm cộng với HCl thì tạo thành AlCl3 cộng H2 đúng không? Còn nhôm mà tác dụng với NaOH, cái phương trình này nhiều cháu bị chết này, thì tạo thành gì ạ? Thì tạo thành Na AlO2 cộng với lại H2. Ok, ngon chưa các cháu? Ngon chưa? Ok, chúng mình nhìn thấy là rất nhiều cháu đang rất là tích cực comment trong cái phần bài giải của chúng mình. Ví dụ như Phạm Thị Tâm này, ví dụ như Mỹ Hạnh, ví dụ như Hà Thu Diệu. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chú Minh. Hãy share video livestream này vì nó đang được học là free. Ok. Có cái gì mà không hiểu ấy, các cháu comment ngay xuống bên dưới, chú Minh sẽ giải đáp ngay lập tức cho các cháu nhé. Chú Minh có thể giải đáp bằng comment, chú Minh có thể giải đáp bằng câu nói ở bên trên livestream này. Nhưng kiểu gì chú Minh cũng sẽ giải đáp cho các cháu nhé. Thank you các cháu. Ok. Nào, sang câu tiếp nào. Rất là cảm ơn các cháu đã và đang ủng hộ chú Minh. Đây là phần này là chú Minh chữa dành cho các team mất gốc. Nên là rất mong muốn các cháu giúp chú Minh là tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video live stream này nhá. Cảm ơn Phạm Thị Tâm, cảm ơn Lê Hồng Anh. Hello, tiếp ạ. Các cháu comment đáp án thật nhiều nhé. Tí nữa sang câu số 10 chúng mình sẽ tặng quà cho những cháu nào comment đáp án nhiều nhất. Ok. Câu số 3. Câu số 3. Hai dung dịch nào sau đây đều tác dụng được với kim loại sắt? Đấy, tác dụng với kim loại sắt. Hai dung dịch nhé. Hai dung dịch ạ. CuS4 tác dụng với sắt không ạ? Đây mình có viết phương trình luôn. CuSO4 mà cộng với lại Fe thì nó tạo thành là FeSO4 cộng với lại Cu, một phương trình. H2SO4 mà cộng với lại Fe thì tạo thành FeSO4 cộng với lại H2. Vậy thì cả hai dung dịch đều tác dụng đối với kim loại sắt đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok. Câu số 4. Kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất? Kim loại nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất ạ? tính oxy hóa mạnh nhất. Thế thì kim loại có tính oxy hóa mạnh nhất thì chúng ta đọc thế ạ. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Vậy ở đây mình có thằng nữ cùng là thằng Á đúng không? Khi nào ba cần mua Á, vậy là thằng có tính xóa mạnh nhất là thằng Á. D các cháu ạ. Ok. Câu số 5. Đấy, như các cháu đã nhìn thấy thì những cái câu từ câu số 1 cho đến câu số 4 này là những câu nó khá là dễ, đúng không? Là những câu mà chúng ta có thể cứu điểm được. Rất là mong muốn là các cháu comment đáp án thật mạnh mẽ các cái câu này để mà coi như cũng là một lần các cháu tổng ôn lại một lần nữa để cho chúng ta học giỏi hơn, để cho các cháu điểm thi cao hơn. Đấy là một cái mong ước của chúng mình. Ok. Các cháu theo dõi có gặp khó khăn gì không nhỉ? Thì comment xuống dưới để chúng mình giải đáp thắc mắc cho các cháu nhé. Ok, nào tiếp tục nào. Câu số 5. Hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khí hậu, gây hạn hán lũ lụt. Tác nhân chủ yếu của hiệu ứng nhà kính là sự tăng nồng độ trong khí quyển của chất nào sau đây? Thì các cháu chú ý rằng cái việc mà sự tăng khí hậu, trái đất nóng lên ấy, nó là muôn thuở rồi, năm nào cũng vậy. Thế nên năm nào cũng có khả năng ra nhá. Vậy nó tăng nồng độ trong khí quyển, khí gây hiệu ứng nhà kính của chúng ta là khí CO2. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B các cháu nhé. Câu số 6. Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Tơ nào sau đây được sản xuất từ cellulose? Thế thì mình có tơ nitron là được trùng hợp từ vainin cyanua CHCN. Tơ capron là đi từ epsilon omega epsilon amino caproic. Ni lông 6,6 là đi từ axit adipic và hexamethyldiamine. Chỉ có tơ visco thôi. Tơ visco là đi từ cellulose. Tơ visco là đi từ cellulose, tác dụng với lại dung dịch CH2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Mình sang câu số 7 nào. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch nào sau đây ạ? Chúng ta đầu tiên phải để ý là dung dịch Na2CO3 này của chúng ta là có môi trường kiềm nhá. Thì kiềm thì không tác dụng với Na2H4. Kiềm không tác dụng với KNO3. Kiềm không tác dụng với KOH. Vậy kiềm chỉ có tác dụng với CaCl2 thôi ạ. Chúng ta có phương trình là Na2CO3 cộng với lại CaCl2 thì mình tạo thành CaCO3 cộng với lại NaCl. Ok. Vậy là tạo thành cái tủa đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ôi giời ơi, vất vả quá đi. Khó không các cháu? Khó hay dễ ạ? Hello. Hai trời ơi. Ok. Thank you các cháu đang theo dõi video livestream của chú Minh. Chú Minh đang chỉnh một chút lại về cho cái hình ảnh cho nó có cái độ nét hơn dành cho các cháu. Trong một cái nỗ lực của chú Minh là giúp đỡ cho các cháu là theo dõi video livestream được nét căng hơn. Đấy, các cháu đợi chú Minh một tí xíu. Tại vì là cái lúc live này chú Minh nhìn thấy nó không được đẹp. Và chú Minh với chú Minh thì chú Minh thích nó phải đẹp cơ. Nó phải đẹp cơ. Đây nó đang chưa đẹp. Các cháu đợi chú Minh một tí ạ. Đấy, nó phải như thế này ạ. Long chim thì chú Minh gà hơi gà. Sorry các cháu. Ok. Được rồi đấy ạ. Chiến tiếp nhá. Comment thật mạnh liệt vào ạ. Vừa nãy là cho đổi màu đấy, quỳ tím đổi màu. Vừa nãy dạy các cháu phương pháp quỳ tím đổi màu. Comment mạnh mẽ nhá, đến câu 10 chúng mình tặng quá nhá. Câu số 8. Để tráng một lớp bạc lên ruột phích thì người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 nung nóng. Vậy chất X của chúng ta là gì ạ? Chất X chúng ta để mà tráng bạc ạ. Tráng bạc thì chúng ta chỉ có thể là glucose, đúng chưa? Được chưa? Đấy, tráng bạc trong ruột phích ạ, thì nó phải an toàn ạ, đúng chưa? Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án đúng là đáp án B bỏ. Câu số 9. Câu số 9. Số liên kết peptide trong phân tử ala-gly. Thế liên kết peptide thì đơn giản, liên kết peptide là liên kết được hình thành giữa hai gốc alpha amino acid với nhau. Một gốc ạ, hai gốc ạ, ba gốc ạ. Vậy mình có là ba gốc, vậy đáp án đúng của mình là đáp án B bỏ. Câu số 10. Ok, mình sang câu số 10. Và ở câu số 10 này những cháu nào comment đáp án câu số 10 chúng mình sẽ tặng quà ngay cho các cháu ạ. Nào, chúng mình bây giờ tặng quà câu số 10 chỉ có 10 cháu thôi. Câu số 10 chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất và share video live stream lại về tường ạ. Câu số 10 đây. Hồ Văn Long chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất và share video live stream lại về tường. Long chưa share chưa có quà. Nhanh lên các cháu ơi, khẩn trương. Câu số 10 chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất và share video live stream của chúng mình lại về tường. Đây, Lê Kế này. Lê Kế share lại về tường chưa ạ? Cháu này chưa share à? Bước 1 phải share ạ. Bước 1 phải share lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Đây Lom Zom này. Lom Zom share chưa ạ? Bước 1 share ạ. Lom Zom chưa share chưa có quà. Á, Trọng Bằng này. Trọng Bằng share chưa ạ? Bước 1 share video live stream ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Trọng Bằng share rồi. Hello, chào Trọng Bằng. Cha gửi quà cho Trọng Bằng. Ok, đây rồi, gửi quà cho Trọng Bằng xong nhá. Nào tiếp tục ạ, bước 1 là share ạ. Hello ạ, chào Lan Hoa. Các cháu nhớ nhá, bước 1 share video live stream là về tường, bước 2 comment đáp án có quà luôn. Lan Hoa share rồi này, gửi quà cho Lan Hoa luôn. Đấy, các cháu chú ý nhá. Bước 1 share video live stream của chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án nhá. Các cháu bị mất gốc vào trong video live stream của chúng mình. Hello Đặng Thị Thanh Nhàn, cô gái bán dưa chuột. Đấy, cô gái bán dưa chuột. Đặng Thị Thanh Nhàn chưa share ạ, toàn share bán giày thôi ạ. Chưa share thì chưa có quà của chúng mình đâu ạ. Hà Thu Dịu, thanh niên này là thanh niên live VIP của chúng mình, lúc nào cũng share live stream rồi. Đấy, cháu này, những cháu như này là phải có quà xịn sò luôn. Đây, gửi quà cho Hà Thu Dịu ạ. Đấy, bước 1 nhớ nhá, bước 1 share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hà Nội trời đang mưa rất là to, cháu đổ chú chưa? Hello, chào cả nhà. Đinh Thị Thu Thảo đây, Đinh Thị Thu Thảo đã share video live stream của chúng mình lại về tường. Ok, gửi quà cho Đinh Thị Thu Thảo cái. Đấy, quà xịn luôn. Hello, chào Hồ Văn Long chưa comment. Hoàng Thị Lan ạ. Hoàng Thị Lan share rồi. Lan ơi, không inbox được cho Lan, gửi luôn phần comment Lan nhá. Lan là hoa Lan. Đấy, gửi luôn cho Lan. Uầy, Trôi Lan mất rồi. Nào xem nào. Bước 1 xe ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Nguyễn Thúy Hường comment rất là nhiệt tình luôn. Đấy, bước 1 xe, cháu này chưa xem thì có quà cháu ơi. Mỹ Hạnh ạ, bước 1 xe. Mỹ Hạnh bị ẩn comment rồi. Phan Ngọc Hiền ạ. Phan Ngọc Hiền bước 1 xe, bước 2 comment. Hiền chưa xe lấy đâu ra quà cháu ơi. Quang Vũ ạ. Quang Vũ xe chưa? Quang Vũ ứ hiện rồi. Ok, chúng mình chỉ tặng cho 10 cháu thôi. Sau đó tiếp tục đến câu 20 các cháu nhá. Comment liên tục đáp án, chúng mình sẽ tặng quà cho cháu nào comment liên tục ạ. Ưu tiên trước ạ. Mình giải câu số 10 nào. Chất nào sau đây không phản ứng với hydro? Chất nào sau đây mà không phản ứng được với hydro? Mình có nhá. Glucose cộng hydro tạo thành sorbitol. Triolin có nối đôi CC tác dụng với hydro. Vinil acetat có nối đôi CC cũng tác dụng với hydro. Vậy ở đây chỉ có tripanditin là không. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Dung dịch K2CR2O7 có màu gì? Thì câu này là sẽ không có trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Dung dịch K2CR2O7 chúng ta thì có màu gì ạ? 4 vàng mua 7 cam ạ. Nó phải là màu da cam ạ. Đáp án đúng là đáp án A. Câu 12. Nhiệt phân FeOH 2 lần trong không khí đến khối lượng không đổi ạ. Chúng ta lưu ý nhé. FeOH 2 lần mà nhiệt phân trong không khí thì mình thu được Fe2O3 cộng với lại H2O đến khối lượng không đổi ạ. Vậy thì mình chắc chắn mình thu được Fe2O3. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 13. 13 một câu cực kỳ hay ạ. 13 chúng mình có một skill cực kỳ kinh khủng cho các cháu ạ. Các cháu chú ý nhá, nhìn kỹ này. Không quan tâm là natri hay kali tác dụng với nước. Không quan tâm luôn. Có một cái chiêu này của chú Binh dành cho các cháu đấy ạ. 2 lần số mol H2 thì luôn bằng số mol H cộng. Cứ nhớ cái chiều này là xong ạ. 2 lần số mol H2 bằng số mol H cộng ạ. Skill bá đạo luôn ạ. Vậy mình có số mol H2 bằng 0,672 chia 2,4 thì bằng 0,03. 2 nhân với 0,03 thì bằng số mol H cộng. Bằng số mol H cộng. Vậy hoàn toàn mình tìm được số mol H cộng bằng 0,06 mol. Số mol H cộng của mình bằng 0,06 mol và đề bài bảo chúng ta là thể tích dung dịch HCl để trung hòa X. Đúng chưa? Vậy đây là H cộng phản ứng H2 vì số mol H cộng cũng chính bằng số mol OH trừ sinh ra. Vậy ở đây cũng chính bằng là 0,06. Vậy đến đây mình tìm được thể tích, mình lấy 0,06 chia cho 0,1. 0,06 mà chia cho 0,1 thì bằng 0,6 ạ. 0,6, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhá. Ok, các cháu hiểu bài không nhỉ? Cháu hiểu bài không ạ? Mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 14 ạ. Câu tiếp theo câu số 14 ạ. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CO dư đi qua hỗn hợp gồm MgO, CuO, Al2O3, FeO. Ôi giời ơi. Ơi. Nào, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu hỗn hợp chất rắn Y. Phản ứng xảy ra hoàn toàn nhá. CO thì chỉ khử các oxit của kim loại đứng sau nhôm thôi ạ. Vậy là MgO giữ nguyên ạ. CuO thì biến thành Cu, Al2O3 giữ nguyên, FeO thì biến thành Fe. Vậy đề bài của chúng ta là thu được hỗn hợp chất rắn Y và số kim loại nằm ở trong Y là số kim loại nằm ở trong Y các cháu nhá. Vậy chúng ta đếm rồi, 1 đồng 2 sắt. Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? 2 kim loại thôi ạ. 2 kim loại. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng đáp án D các cháu nhá. Dễ không ạ? Quá dễ dàng, đúng không? Đấy các cháu thấy không, học nó dễ lắm, hóa học dễ hơn. Nào, ở đây chúng mình vừa nhìn thấy có cháu Phùng Thị Hồng Loan, khá xinh gái, nhìn Ava đoán là xinh gái. Hỏi chú ơi, cháu học A1 mai thi hóa có phép màu gì dành cho cháu trên 5 điểm không ạ? Vâng, không học mà đòi trên 5 điểm thì chỉ có cặp đất mà ăn thôi cháu ạ. Không học mà đòi trên 5 điểm, chúng nó xem livestream của chú Bình hàng ngày hàng giờ mà chúng nó làm chỉ được có bao nhiêu 7, 8, 9. Bây giờ cháu không học cháu đòi được 5 điểm thế thôi, chú Bình thôi vác sách ở nhà không dạy nữa. Thế chỉ cần xem một buổi livestream chú Bình thế là đi thi được 10 điểm luôn. Ok, đùa vậy thôi, chém gió vậy cháu cũng học ngoan vậy thôi. Thực ra thì nếu mà học A1 mà mai thi hóa thì phép màu lên được 5 điểm rất đơn giản thôi ạ. Cháu chỉ cần làm thực hiện đúng đủ các bước như sau của chú Bình là sẽ được trên 5 điểm. Cháu có muốn nghe không ạ? Cháu muốn nghe thì thả tim chú Bình và share video livestream này về tường ạ. Những cháu nào muốn nghe ạ? Cách rất đơn giản nữa. Đấy là lấy cái hình ảnh của chú Bình nhé, xong về nhà chụp ảnh nhá, chụp ảnh lại ở bên cạnh chú Bình ấy, xong rồi là dán vào các học tập hoặc dán vào những cái nơi mà cháu hay ngồi nhá. Đấy, để mà lúc nào cũng nhìn thấy chú Bình, thế là chú Bình độ vào trong đầu cho. Thế là ngay lập tức là thi lúc nào cũng trên 5 ạ. Cái vấn đề quan trọng đây là lúc thi là phải để được chú Bình độ, còn nếu mà không được chú Bình độ thì không được rồi. Ok, cảm ơn bạn Phùng Thị Hồng Loan nhá. Những cháu nào muốn được điểm cao môn hóa thì hãy comment ở dưới này ạ. Ok, chú Bình là mẹ ông thần biến phép ạ. Ok chưa? Thôi đùa, chém nó đấy, khổ lắm mai nó lại mang ảnh chú Bình xong gối trên gối xong ngủ cùng chết. Nào mình có câu 15. Câu 15. Nhỏ vài giọt nước brom. Nhỏ vài giọt nước brom ạ. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin. Hiện tượng quan sát được là, thế thì brom và anilin thì anilin là C6H5NH2 cộng với lại brom thì mình thu được là C6H2NH2BR3. Cháu này là cộng với lại 3HBr. Cháu này là kết tủa màu trắng ạ. Cháu này là có kết tủa màu trắng. Ok, vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án B bò các cháu nhá. B bò. Ta sang câu tiếp theo ạ, câu số 16 ạ. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác. Các cháu chú ý nhá, cực kỳ chú ý cho chú Bình nhá. Khí X thu vào bình tam giác này bằng cách đẩy nước ạ. Vậy chắc chắn X chúng ta phải không tan trong nước ạ. Không tan trong nước. Vậy ở đây chúng ta có này, ta có là SO2 tan trong nước toang, CH5NH2 là amin tan trong nước toang, NH3 tan trong nước toang. Ok, vậy thì đáp án của chúng ta chỉ có thể là đáp án A mà thôi. Trời ơi, Câu số 17 ạ. Câu số 17 nào. Câu số 17 nào các cháu thân yêu của chúng mình ơi. Bạn cháu Phùng Thị Hồng Loan hot girl xinh đẹp lại hỏi tiếp. Cháu có học chú ạ, học nhưng không vào đầu, chứng tỏ cháu phải yêu một cái thằng giỏi hóa chắc nhá. Yêu một thằng giỏi hóa nó độ hóa cho. Còn không yêu được thằng nào giỏi hóa thì chụp ảnh chứng minh xong rồi dán vào đâu đó, xong rồi hàng ngày ngắm là sẽ được độ mà. Ok, hello. Phạm Thị Tâm auto chú Bình Độ đấy, ví dụ như Tâm được chú Bình Độ vừa giỏi hóa mà vừa sinh cái lên, sau đó còn có cả người yêu nữa. Đấy, hello, chào các cháu. Đấy, auto cứ theo dõi livestream chú Bình Độ hết. Ok. Cách lấy 5 điểm làm đúng câu dễ và không bị sai có chính xác Nguyễn Hân. Bạn Thảo hỏi chú ơi cháu hỏi mai cháu thi hóa, chú chỉ cháu cách nhét hết lý thuyết một kỳ. Ui, đây. Cháu Thảo bảo chú ơi, cháu hỏi là mai cháu thi hóa, chú chỉ cháu cách nhét hết lý thuyết kỳ 1 vào đầu chỉ trong tối nay. Đơn giản lắm. Cái này đơn giản nhưng mà cái việc mà nhét vào đầu thì hơi khó, nhưng chú mình có thể dạy cháu cách nhét vào bụng nhá. Cách đơn giản cực kỳ, cháu nào muốn nghe thả tim đi, chú mình nói cho. Ngày mai mà thi hóa mà muốn cách nhét hết lý thuyết kỳ 1 vào đầu chỉ trong tối nay rất đơn giản ạ. Các cháu mang cái cuốn sách hóa lớp 12 kỳ 1 của cháu nhá, xé một nửa ra, lấy một nửa kỳ 1 là từ ST cho đến thằng đại cương kim loại ạ. Rất đơn giản thôi. Cháu bật cái bếp, cháu bật cái diêm lửa lên cho cháu đốt, hóa vàng cái quyển sách đấy đi. Hóa vàng cái quyển sách đấy, ông bà người ta bảo là cứ hóa vàng đây, được chưa? Sau đó pha vào cốc nước, thêm tí đường nữa không là nó mặn nhá. Pha cốc nước xong, uống một hơi, hết sạch. Chắc chắn chỗ chữ ấy nó chui vào trong bụng cháu chứ nó chưa lên đầu được ạ. Lên đầu phải xem live chúng mình ạ. Hello chào các cháu. Ok. Đấy. Cảm ơn các cháu đã đang theo dõi video livestream của chúng mình. Hello chào các cháu. Chú độ cho cháu 0,4 điểm chứ thi được 4,6. Được. Cứ xem livestream chú Bình là kiểu gì cũng được. Hello. Các cháu comment đáp án mạnh mẽ nhé. Sắp đến câu 20 rồi. Câu 20 chú Bình lại tặng quà đấy nhá. Chú Bình tặng quà, chỉ tặng quà cho những cháu nào mà hay share video livestream chú Bình thôi ạ. Hay share và hay comment thôi ạ. Nào, câu số 17 nào. Cho các chất sau số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm ạ. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. Etin format là este. Este thì chắc chắn là thủy phân trong môi trường kiềm. Anilin không? Glucose không? Gliala có. Đúng chưa? Vậy mình có 1, 2 cháu. Ok. 2 cháu về đáp án đúng của chúng ta là đáp án à. Ok. Nào. Câu số 18. Câu số 18. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Phân tử sen được cấu tạo từ các gốc fructose toang ạ. Phân tử sen được cấu tạo từ các gốc beta glucose ạ. Fructose không có phản ứng trắng bạc toang ạ. Trong môi trường kiềm fruct chuyển thành glu và có trắng bạc ạ. Amylopectin có cấu trúc mạch phân nhánh, đúng ạ. Vậy đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đáp án C. Còn saccharose thì không tham gia phản ứng thủy phân nhá. Ok. Nào tiếp nào. Câu số 19. Câu số 19. Cho 11,9. Hello. Chào tất cả các cháu. Các cháu đang theo dõi video livestream của chúng mình. Và tiện buổi livestream này chúng ta đang có cô Lưu Huệ Phương, một cô giáo dạy toán khá là nổi tiếng đang theo dõi cùng các cháu. Các cháu thả tim để cổ vũ cô Lưu Huệ Phương này. Cô Lưu Huệ Phương cũng sẽ livestream dành cho 2K2. Các cháu cùng thả tim xong vào follow cô Lưu Huệ Phương nhé. Cô Lưu Huệ Phương chẳng comment gì cả nên là chú Bình cũng chẳng có lưu lại cô Lưu Huệ Phương. Chúng ta có cô Lưu Huệ Phương đang theo dõi livestream của chúng ta. Hello chào các cháu. Cô Lưu Huệ Phương hình như là đang muốn học lại môn hóa đấy. Cô Lưu Huệ Phương là cùng học trường sư phạm 1 với chú. Hello chào các cháu. Câu số 19. Uầy, mai anh kiểm tra một tiết nhôm à? Thế thì cứ đốt bài nhôm lên thôi. Chú bảo này, đứa nào muốn kiểm tra lý thuyết nhôm ấy, muốn điểm nhôm cao ấy, đốt nhôm lên được luôn. Câu số 19. Câu số 19. Cho 11,9 gam. 11,9 gam hỗn hợp gồm kẽm này, nhôm này, phản ứng vừa đủ với H2SO4 loãng, thu được m gam muối trung hòa, muối cộng với lại hydro. Chúng ta tìm được số mol hydro bằng 8,96 chia cho 2,4 thì bằng 0,4 mol. Đề bài hỏi m muối. Ủa, lại có một công thức cực kỳ kinh điển của chú Minh Myelin ở đây dành cho các cháu. Chúng ta có m muối sunfat ạ. M muối sunfat thì bằng m kim loại cộng với lại m gì ạ? M gốc SO4. Hello. 2 trừ. Ok. Nào, khẩn trương nào các cháu ơi, comment đáp án cho mình xem nào. Nào, vậy ở đây mình có này, m kim loại là 11,9 cộng với gốc SO4 đài chính bằng số mol của H2 nhá. Chúng mình dạy cho cháu chiều nhá, bằng số mol của H2 là 0,4 này nhân với lại gốc SO4 là bao nhiêu? 32 cộng 16 nhân 4 là bằng 9,16. Vậy hoàn toàn đây mình có bằng 11,9, 11,9 cộng với 0,4 nhân với lại 9,16 bằng 50,3, 50,3. Vậy đáp án đúng là đáp án C các cháu nhé. Đáp án đúng đây là đáp án C. Nào, cùng comment đáp án câu 20 cho chú Minh xem nào. Cháu nào comment nhanh nhất sẽ được nhận quà. Phần quà của chú Minh các cháu biết rồi. Đây, hello các cháu, đây các cháu đang theo dõi ở đây có cả cô Phương đang theo dõi livestream của chúng ta. Đây, cô Phương đang rốt quá, hướng dẫn cô đạt điểm 8 hóa. Yên tâm cô Phương chỉ cần để chụp ảnh của chú Minh xong rồi gối đầu giường kiểu gì hóa ngao tu 8 điểm luôn. Cảm ơn cô Phương nhá. Hello. À đây rồi cháu Thảo đây rồi, lại tìm ra được cháu Thảo rồi. Hello, chào cháu nào muốn học toán thì vào follow cô Lưu Huệ Phương nhá. Cháu nào muốn học giỏi toán thì vào follow cô Lưu Huệ Phương. Ok, cô Lưu Huệ Phương chú Minh rất là tin tưởng bởi vì cô Phương học cùng sư phạm 1 với chú. Không dạy chém gió ạ. Cô Phương chỉ có dạy chất như chú thôi. Bạn Thảo đây, cháu Thảo đây, nhà cháu có cái nồi bằng nhôm, tí cháu mang ra đốt luôn. Đúng rồi, rất tốt. Chú còn khuyên luôn cháu Thảo sau này thi sư phạm nhá. Cái ngành sư phạm đang rất thiếu những người cô giáo tên là Thảo. Rồi, cháu cố gắng yêu nghề như chú Minh nhá. Chú Minh cũng sắp tới chuyển thành chú Thảo luôn, kết hợp cùng cô Thảo. Hello nào, câu 20 nào, câu 20 nào. 20 comment đáp án à. Xem là cô giáo Thảo chúng ta comment đáp án bao nhiêu. Hello, đây rồi. Lê Kế này, nhớ để điều kiện để tặng quà là phải share video livestream lại về tường ạ. Lê Kế chưa share mới, tiếc thế ở rồi. Ngô Thị Thanh Thảo share chưa? Hà Nội đang mưa rất to ạ. Hà Nội trời đổ mưa to. Đã có cháu nào đổ chú chưa? Cháu nào muốn đăng ký khoa học thì inbox cho chú Minh Myelin ạ. Đừng inbox cho cô Lưu Huệ Phương nhé, cô ấy bán khóa toán rồi, chú Minh bán khóa hóa. Cháu nào muốn học toán thì inbox cho cô Phương. Hello, chào Mỹ Tâm, ca sĩ đấy ạ, họa mi tóc nâu, không có ảnh avatar, share video livestream quý hết. Hello, chào Mỹ Tâm. Ok, chào Mỹ Tâm ạ, ca sĩ nổi tiếng luôn. Hôm nay thật là hân hạnh khi chú Minh được có ca sĩ nổi tiếng vào theo dõi video livestream. Có cả cô giáo tên Thảo, cô giáo tương lai. Ok. Nào, Xuân Bình. Nhớ nhé, bước 1 share video livestream. Bước 1 share video livestream ạ. Xuân Bình chưa share. Chứ cháu ơi, share video livestream ạ. Có nghe đấy không ạ? Share video livestream. Lan Hoa share chưa? Lan Hoa share rồi đấy, nhìn mặt phát biết, tưởng đội xinh nó hay share video livestream chúng mình. Ôi Lan Hoa được quà tặng lần thứ 2 luôn. Đấy. Các cháu nhớ nha, bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Đặng Xuân Dung. Hello, chào Dung. Dung đã share video livestream chúng mình rồi. Hello, chào cháu. Đấy, gửi quà cháu luôn ạ. Các cháu nhớ nhá, các điều kiện để nhận được quà của chúng mình: bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Ui, sao chạy kinh thế. Lê Kế này, Phan Ngọc Hiền này. Còn cháu nào mà share video livestream chúng mình mà chưa nhận được quà ấy, thì vui lòng inbox cho chúng mình nhá. Inbox chụp ảnh lại video livestream mà các cháu đã share, xong rồi inbox cho chúng mình theo tất cả các nick nào inbox cũng được, trừ fanpage nhá. Đấy. Cháu nào muốn đăng ký hóa học thì inbox chúng mình. Hello, Thảo đây rồi. Thảo ơi, chú Minh khuyên thành thật cháu là Thảo sau này nhớ học sư phạm nhá. Học sư phạm rồi về dạy với chú Minh. Hello, chào Tâm. Tâm cô giáo Thảo. Tâm bây giờ phải tạo thành một cái phốt của cô giáo Tâm mới hot Tâm ạ. Hello, chào Tâm. Đây, Hiếu Vũ đây rồi. Hello, buồn, học chú Minh hết buồn luôn. Người yêu nó quay trở lại ngay. Nha Hiếu Vũ ạ, yên tâm không có gì cả, chú Minh độ hết. Có chú Minh mọi thứ cân tin. Hello. Đấy, Thảo Lê đây rồi. Đấy, Thảo Lê. Chú Minh vừa nhìn thấy đây Thảo Lê. Hello, chào Thảo Lê. Đấy, các cháu nhớ nha, bước 1 share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Đây các cháu nhìn này. Cô giáo Thảo chúng ta bây giờ còn đấy, chưa học sư phạm đã dạy được bảng chữ cái rồi. Cô giáo Thảo chưa gì đã dạy được bảng chữ cái rồi. Đây à, ngày mai dạy sang ư, ngày kia dạy sang ơ, thế là được. Hello, chào Thảo. Phùng Thị Hồng Loan. Đấy, hello, chào các cháu. Các cháu đang theo dõi buổi livestream chữa đề của chúng mình. Thôi, không chém gió nữa. Giờ chúng ta vào học tiếp nhá. Hello. Lê Thái Dương trước idol học anh Minh, Hiển thi được 9,0 điểm, học chú Minh còn gì nữa. Nào, tiếp nào. Câu số 20. Câu số 20. Xà bóng hóa hoàn toàn 178 kg tristearin. C17 H35 COO tất cả 3 lần C3H5. Nào, mình có này 178 nào, 178g tristerin. Chúng ta tìm được số mol. Cái này thuộc, cái cháu nhá. Cái này phải thuộc ạ. Đó, thuộc cũng được mà không thì bấm máy tính được nhỉ. 178 chia 8 90 bằng nào 0,2 mol. 0,2 mol. Ok, vào dung dịch cao hát thì thu được mg kali stearat C17H35COO diện K. Anh này là 3 thì thằng này là 3. Vậy số mol ạ 0,02, vậy nhân 3 bằng 0,06. 0,06 vậy là ngay lập tức. Vậy là ngay lập tức chúng ta có cái gì ạ? Ngay lập tức chúng ta có khối lượng của muối luôn. Ok, khối lượng muối luôn. Không, chỗ này là vừa nãy mình bấm là 0,2 nhân le bằng 0,6. Đây, chú hay bị mắt le thế. Nào, 0,6 nhân với mở ngoặc đơn này 12 nhân 17 cộng 35 cộng 44 cộng 39 bằng 193,2 gam. 193,2 gam. Ok, 193,2 gam. Đáp án đúng là đáp án D. 193,2. Đấy, sẽ ổn ợp. Ngon lành cành đào luôn. Hê hê. Nào, tiếp tục nào. Mình sang câu số 21. Nào, mình sang câu số 21 là các cháu nào. Đấy, các cháu comment nhá. Câu 21, đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức nhá. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy ạ. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng oxy CXHIN bằng oxy ạ. Đây, cộng với oxy thì mình thu được số mol nitơ bằng 1,12 chia 2,4. 1,12 chia 2,4 bao nhiêu ạ? Cái này chú Binh học dốt toán đấy cháu ạ. Chia 2,4 bằng 0,05 mol. 0,05 mol. Bây giờ tác dụng với lại CO2. Tác dụng với lại CO2. 8,96 chia 2,4 thì bằng 0,4 mol. Ok. Và số mol nước ạ. Số mol nước làm phải cẩn thận nhá. Số mol nước bằng 8,1 chia 18. 8,1 chia 18 bằng 0,45 mol. 0,45 mol. Hoàn toàn tới đây thì chúng ta sẽ có gì ạ? Chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. 0,1. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon bằng 0,4. 0,4 chia cho nào 0,4 chia cho là 0,1. Được chưa? Bằng 4. Vậy suy ra cháu nó là C4. Được chưa? C4 nhé, xem H mấy nhé. Số H thì bằng 2 lần số mol nước 2 nhân với 0,45 chia cho số mol cháy 0,1 bằng 2 nhân 0,45 bằng 0,9. 0,9 chia 0,1 bằng 9. C4H9N. Ngon lành cành đào luôn. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ. Đấy, làm dễ lắm ạ. Học quá dễ ẩn ợt. Dễ gần bằng húp cháo người yêu cũ ạ. Đùa, húp cháo người yêu mới. Nào, câu 22 ạ. Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn một lượng STX no đơn chức mạch hở. Một lượng STX no đơn chức mạch hở. Vừa nãy chú Binh nghe thấy là có cô Phương chê là phải cam lỏm đúng không? Khổ lắm các cháu ạ. Chú Binh dạy like toàn bán khoa học rẻ cho các cháu. Gần như chẳng có tiền mua cam. Cam lỏm, cam này mua được có 200.000. Đấy, khổ thế. Bây giờ cháu nào muốn like một cam xịn nhớ đăng ký khoa học chú Binh nhé. Khoa học chú Binh rẻ lắm, có 250.000 nữa. Live VIP 250.000 ạ. Bí kíp luyện đề 250.000 ạ. Buồn quá. Khổ lắm cơ ạ. Đấy. Cháu nào muốn chú Binh dùng cam hịn thì nhớ share thật nhiều xong là chia sẻ xong rồi là bảo các bạn vào học live của chú Binh nhá. Cảm ơn các cháu đã share video live stream của chú Binh ngày hôm nay. Nào, hãy share vì chúng ta đã được học free. Nào, tiếp tục nhá. Câu số 22. Đốt cháy hoàn toàn một lượng STX no đơn chức mạch hở. STX no đơn chức mạch hở, công thức tổng quát. Công thức tổng quát CnH2nO2. Cân dung vừa đủ amon oxy ạ. Cân dung vừa đủ amon oxy. Thu được CO2 cộng với nước. Amon nước chúng ta thấy rằng là ester của chúng ta là no đơn chức mạch hở. Được chưa? Vậy chắc chắn mình thu được số mol của CO2. Được chưa? Chúng ta thu được số mol của CO2 chính bằng số mol nước là amon. Mà lại amon oxy nữa. Vậy thì hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Bảo toàn oxy. Vậy mình có này. Mình có nhá, 2 lần số mol ester. 2 lần số mol ester cộng với lại 2 lần số mol O2 bằng 2 lần số mol CO2 cộng với lại số mol nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol nét tẹ, đúng không ạ? Mình có này, A nhân 1 cộng 2A thì là bằng 3A, trừ 2A thì còn A, chia 2 bằng 0,5A. 0,5A. 0,5A vậy hoàn toàn chúng ta tìm được gì ạ? Chúng ta tìm được số nguyên tử carbon. Số nguyên tử carbon chính bằng A chia 0,5A. A chia 0,5A thì bằng 1 chia 0,5 bằng 2. Vậy số nguyên tử carbon bằng 2. Carbon bằng 2 ạ. Các cháu ạ, carbon bằng 2. Vậy thì điều này chứng tỏ một điều rằng este chúng ta là gì ạ? C2H4O2. C2H4O2. C2H4O2 thì chỉ có một este duy nhất thôi ạ. HCOO CH3, đây là este duy nhất. Cho 0,1 mol STX tác dụng vừa đủ với lại cao H thì mình thu được HCOOK. Được chưa? Số mol là 0,1, vậy cháu này cũng là 0,1 ạ. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được m gam muối. Muối là HCOK, tìm được m luôn. 0,1 nhân m hóa đơn 1 cộng với COO là 44 cộng với 39 bằng 8,4 gam ạ. 8,4 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta 8,4 gam à? 0,1 mol x, một lượng etanol đơn chức mạch hở. 0,1 mol x, giá trị của m thu được dung dịch chứa m gam muối 8,4. Đúng rồi, đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ họ. Đáp án đúng, đáp án cờ họ. Ok. Ok các cháu. Đấy, mình sang câu tiếp nhá, câu 23. Cháu Phùng Thị Loan hỏi chú kèm hóa cho cháu lên chuyên hóa luôn được không ạ? Được cháu ạ. Chỉ cần dán ảnh chứng minh thôi. Bây giờ cháu muốn chú Minh độ hóa rất đơn giản, dán ảnh chú Minh vào đúng trái tim của cháu để cho chú Minh lúc nào trong tim cháu kèm hóa lên auto kinh khủng luôn, búp dã man luôn. Nào chú Minh sang câu tiếp nhá, câu số 23. Phương trình hóa học nào sau đây là sai ạ? Fe2NO3 cộng với HNO3 tạo thành FeNO3 3 lần đúng, nhưng mà nó có sinh được khí NO2 không cháu ạ? Làm sao mà sinh được khí NO2 được, đúng không các cháu? Chứ các cháu biết tại sao không ạ? Tại vì thằng này là mắc số siêu hóa rồi dương 3, thằng này là dương 3 nữa, thì làm sao mà tác dụng với nhau được? Làm sao mà lên được NO2 ạ? Làm gì có chất khử ạ? Vậy phương trình sai là A các cháu nhá. Phương trình sai của chúng ta là A. Ok. Câu 24. Câu 24. Khử hoàn toàn. Khử hoàn toàn. Nào, khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3. Khử hoàn toàn 6,4 gam hỗn hợp gồm CuO này, Fe2O3 này, bằng khí hiro này, thu được m gam hỗn hợp kim loại là Cu này, Fe này, cộng với lại H2O. Chúng ta tìm được số mol H2O bằng bao nhiêu ạ? 1,98 chia cho 18 bằng 0,11 mol. 0,11. Đề bài hỏi chúng ta là giá trị của m là gì? Ui à, dễ thế này mà không làm được nữa thì thôi các cháu ạ, về nhà đi ra cây chuối, tước cái sợi dây chuối to nhất, vắt lên cái ngọn chuối cứng nhất, thắt cổ tự tử. Ở đây chúng mình có bảo toàn hiro, anh này là 0,11, vậy hoàn toàn ở đây chúng mình được bảo toàn khối lượng các cháu nhá. Bảo toàn khối lượng, bảo toàn khối lượng ta có này 6,4 cộng với lại 0,11, 6,4 cộng với lại 0,11 nhân với 2 bằng m cộng với lại 0,11 nhân 18. Ok, 6,4 cộng với 0,11 nhân 2 cộng với m cộng với 0,11 nhân với lại 18. Hoàn toàn đến đây chúng ta tìm khối lượng luôn. 6,4 cộng với 0,11 nhân 2 trừ đi 0,11 nhân 18, mình tìm được m bằng 4,64 gam ạ. 4,64 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok. Nào, ở đây chúng mình vừa nhìn thấy có cháu Đặng Xuân Dung hỏi em muốn mua sách thầy thì làm như thế nào ạ? Các cháu ơi, các cháu nào mà muốn mua sách của chú Minh nhá, các cháu nào mà muốn mua sách của chú Minh thì thông cảm với chú Minh một tí là chị Thanh Diệu đang đi chơi với người yêu ạ. Chị Thanh Diệu đang đi chơi với người yêu thì bây giờ chỉ có chú Minh chốt sách thôi. Cháu nào mà muốn mua sách của chú Minh thì ngay lập tức inbox cho chú Minh theo nick, úi dồi ôi, theo nick gì ạ? Theo nick Minh Myelin ạ. Cháu nào muốn đăng ký sách của chú Minh thì inbox cho chú Minh theo cái nick là Minh Myelin thì ngay lập tức Minh Myelin hoặc Vũ Tuấn Minh đều là nick của chú Minh hết. Tí nó livestream xong chú Minh sẽ tư vấn khóa học, chú Minh sẽ tư vấn sách cho các cháu để các cháu đăng ký ạ nhá. Cháu nào muốn đăng ký sách, cháu nào muốn đăng ký sách của chú Minh đang vào lại cái link, nó đang bị ao ra ngoài. Hello Đây ạ, chúng mình sẽ comment đây cho các cháu nhìn. Ok, đây nhá, đây này. Hello, đây các cháu comment, các cháu đây ạ, các cháu inbox cho nick này ạ. Các cháu inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ạ. Đấy, cái ông mà hello đấy đấy, đăng ký sách hay đăng ký khoa học hay muốn tư vấn thì cứ inbox cho nick này. Ông này ông tư vấn tận tình lắm. Nào, ông chưa người yêu ông tư vấn cực kỳ tận tình luôn. Bao giờ có người yêu ông ấy sẽ để cho người yêu ông ấy tư vấn ạ. Câu 25. Tiến hành thí nghiệm sau số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử này. Đề bài yêu cầu. Nào, đề bài yêu cầu. Đề bài yêu cầu số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxy hóa khử là đốt dây magie trong không khí. Đốt dây magie trong không khí. Thì chúng ta có là magie cộng với lại oxy để tạo thành MgO, có sự thay đổi số hóa oxy hóa khử chặt. Sục khí clo vào FeSO4. Mình có Fe dương 2 cộng với lại Cl2 thì tạo thành Fe dương 3. Ui, ăn chạp tiếp, thay đổi số oxy hóa này. H245. Ui, cái câu này rất nhiều cháu hay sai nhá. Rất nhiều cháu hay sai, nhìn kỹ này. Sắt dương 2, đây chúng mình có sắt dương 2 này, có NO3 trừ này, có H cộng này. Vậy là có phản ứng oxy hóa khử xảy ra, bởi vì ở đây có H cộng, có NO3 trừ, có sắt 2 cộng, để lên sắt 3 cộng các cháu nhá. C có oxy hóa khử luôn. Brom vào NaLO2 và NaOH. Xin thưa với các cháu ạ, thằng này muốn oxy hóa khử lắm. Thằng này tính oxy hóa nhưng chẳng có thằng nào có tính khử cả, nên không xảy ra phản ứng ạ. Sục khí không xảy ra phản ứng oxy hóa khử. Sục CO2 vào CaOH hai lần cũng vậy ạ, không xảy ra phản ứng oxy hóa khử, chỉ tạo thành gì ạ? CaCO3 cộng với H2O thì lấy đâu ra oxy hóa khử ạ? Toang tiếp ạ. Đun sôi dung dịch NaCaHCO3 hai lần để tạo thành CaCO3 cộng với lại CO2 cộng với H2O cũng không có luôn ạ. Vậy thì hoàn toàn đấy chúng ta có 1 cháu, 2 cháu, 3 cháu, 3 cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 3 cháu. Ngon lành cành đào luôn ạ. Ngon chặt luôn ạ. Ok. Tiếp nào. À đây có, ui, chúng mình vừa mới bán khoa học phát là ngay lập tức có cô Phương đăng ký luôn nguyên bộ hóa về ôn lại đọc Y. Ok, cô Phương inbox cho chúng mình nhá. Inbox cho chúng mình là ngay lập tức là có cháu, có một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp inbox cho lại cô Phương. Hello, chào Phùng Thị Hồng Loan. Cháu đăng ký chú được không? Được. Ui, chú Bình đăng ký thoải mái luôn. Chú Bình là thầy giáo quốc dân nhá, người yêu quốc tế luôn. Chào bạn Đoàn Văn Ấn. Đoàn Văn Ấn ở đây hỏi là có bạn Phạm Thị Thảo không? Ấn ơi, ở đây không có Phạm Thị Thảo đâu, chỉ có cô giáo Thảo thôi nhá. Hello, không có cô giáo Thảo thì có cô giáo Phương nhá. Câu 26 nào. Câu 26. Câu 26. Cháu nào đăng ký học chú Minh thì inbox cho chú Minh nhá. Đây, nick chú Minh ạ. Cho 3 dung dịch XYZ. Cho 3 dung dịch XYZ. Thỏa mãn các tính chất sau ạ. X tác dụng với Y tạo thành kết tủa. Eo khó phết. Thằng này tác dụng thằng này kết tủa thật. Ôi, thế này với một cái kỹ năng làm cái câu này chú Minh hay làm ngược từ dưới lên các cháu. X tác dụng với Z có khí thoát ra. Ôi chết, thằng này tác dụng thằng này có khí này. Thằng này tác dụng thằng này không có khí, toang. Thằng này tác dụng thằng này không có khí, toang. Tác dụng nhau có khí ạ. Y tác dụng với Z có kết tủa. Thằng này cộng thằng này có kết tủa. Thằng này cộng thằng này không có kết tủa. Ngon. Đáp án đúng đáp án A. 26A các cháu nhé. Ok. Eo ơi, câu 27 khó thế. Eo ơi, câu 27 khó thế nhở. 27 nào. STX có mạch khở, có công thức phân tử C4H6O2 ạ. Đun nóng aonic trong dung dịch NaOH vừa đủ. Đây, thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dung dịch AgNO3 trong N3 thu được 4 aon bạc. Đấy, nhìn kỹ nhé, nhìn kỹ là chúng mình giải nhé. Ví dụ như cháu A này này thì HCOO, HCOO, CH nối đôi, CH, CH3. Được chưa? Đun nóng amon. Được chưa? Tác dụng với lại NaOH thì mình thu được gì ạ? HCONa, HCOONa cộng với, nhìn nhá, cháu này này OH đính vào carbon chứa đối đôi, không yêu được nhau mà ngay lập tức chuyển thành sản phẩm C2H5CHO. Ô thế thì ngon. Ô thế thì ngon. Cháu này là A thì cháu này là A này, thì cháu này là A này. Được chưa? Thế thì cháu này mà tráng bạc thì cho mình 2 amon bạc. Cháu này là chó, tráng bạc cũng cho mình 2 amon bạc. Về tổng cộng mình tìm được 4 amon bạc, thỏa mãn điều kiện đề bài ạ. 4 amon bạc ạ. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là đáp án ác. Ngon lành cành đào luôn. Hút chặt luôn. Eo. 28 khó nhỉ. Thấy các cháu 28 khó. Đánh dấu để lại. Đánh dấu để lại. Nếu làm được 8 điểm bỏ 28 đi. Nếu chưa làm được 8 quay lại 28 giải sau. Ok. 29 à. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với các thuốc thử được ghi ở bảng sau ạ. X quỳ tím chuyển đỏ, glucose toang, glucose đố là một quỳ tím chuyển đỏ đấy ạ. Về chọn quỳ tím vào đường xem chuyển đỏ được không ạ? Không đúng không? Y AgNO3 cùng N3 kết tổ bạc, glucose kết tổ bạc, hồ tinh bột không ạ? Hồ tinh bột làm sao kết tổ bạc được? Vứt, glucose có. Z iốt màu xanh tím, hồ tinh bột vào iốt màu xanh tím đúng. Iốt là thuốc thử đặc trưng để nhận biết hồ tinh bột các cháu nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 30. Đấy, các cháu hay sợ mấy cái kiểu câu này hay gì, có chú Bình chống toang hết. Trong một phân tử triolin có 3 liên kết pi. Sai. C17H33COO, riêng C17H33 1 pi CC. CO 1 pi CC nữa, mà thằng này là tất cả 3 lần là 6 pi COO, 6 pi CC. C3H5 6 pi mới đúng ạ. Toang à. Hydro hóa hoàn toàn chất béo lỏng, xúc tác diken nhiệt độ thu được chất béo rắn. Đúng. Cellulose trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói. Đúng tiếp. Polymethyl methagrat được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. Đúng chặt. Ở điều kiện thường, etinamin là chất khí tan nhiều trong nước y xì như NH3. À, đúng cùn. Thủy phân saccharose chỉ thu được glu. Sai. Thu được gì nữa? Và rút nữa. Câu này mà sai thì đâm đầu vào gối và tự tử nhá. Vậy ở đây mình có B, C, D, E. 4 phát biểu đúng ạ. 4 phát biểu đúng. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 31. Câu 31. Các cháu ơi, chú Minh bảo này, câu 31 đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 bỏ đó nhá. Các cháu không phải làm câu 31 ạ. Được chưa? Bỏ đó, không cần phải học ạ. Bỏ luôn đi nhá. Hello, chào Linh Vũ. Bạn Linh Vũ chưa người yêu ạ. Câu 32, eo điện phân khó thế. Đánh dấu để lại. Eo điện phân khó. Bỏ ạ. Khó là bỏ. Nào, câu 33 nào. Câu 33. Câu 33. Thủy phân không hoàn toàn tetrapeptide. Eo, câu này kỹ năng làm cực kỳ dễ luôn. Các cháu chú ý nhá, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia rất có nhiều câu về peptide như thế này. Tetrapeptide x mạch hở, hỗn hợp sản phẩm gồm gly đứng trước ala, các cháu nhìn nhá. Gly đứng trước ala này, gly đứng trước ala, gly đứng trước ala. Gly đứng trước ala. Đúng chưa? Thằng này không có gly đứng trước ala, loại B luôn. Phê đứng trước va, phê là phải đứng trước va rồi, đúng chưa? V, phê đứng trước va, để va đứng trước phê, vớt va rồi với phê, cái này ngược với ngoài đời ạ. Phê đứng trước va, đây, phê có đứng trước va không ạ? Phê phải đứng trước va, phải cháu này thỏa mãn phê đứng trước va. Vậy cuối cùng chỉ còn là ala đứng trước phê, anh đứng trước phê, được chưa? Thỏa mãn. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta đáp án D. Ok, dễ không các cháu? Dễ ẩn ợt nhờ. Đấy, 34 đánh dấu để lại. Nào, nam nào. 35 xem nào. Tiến hành các thí nghiệm sau. Tiến hành các thí nghiệm sau. Cho đồng vào dung dịch FeCl3 dư. Cho đồng vào dung dịch FeCl3 dư. Thì mình có là đồng tác dụng với lại sắt 3+. Đồng tác dụng với sắt 3+ để tạo thành đồng 2+ cộng với sắt 2+. Không có kim loại tạo thành, đề bài yêu cầu có kim loại tạo thành. Toang. Điện phân dung dịch AgNO3 điện cực trơ thì mình thu được bạc, có kim loại tạo thành 1 cháu. Nung nóng hỗn hợp nhôm và FeO trong không khí, không có không khí, mình thu được Al2O3 cộng với lại Fe có kim loại. Đúng chặt. Bari vào COS4, rất nhiều cháu chết câu này ạ, rất nhiều cháu nghĩ là bari để đồng ạ. Toang ạ, trong dung dịch có nước nhá. Đầu tiên là phản ứng thế này ạ, Ba cộng với nước để tạo thành BaOH 2 lần, được chưa? Cộng với lại hydro, sau đó BaOH 2 lần tác dụng với COSO4 để tạo thành nào, tác dụng với lại COSO4 để tạo thành BaSO4 cộng với lại CuOH 2 lần. Kiếm đầu ra kim loại ạ? Không có đâu ạ, đừng có mơ ạ. Điện phân Al2O3 nóng chảy mình thu được nhôm cộng với lại oxy ạ. ngon, có kim loại ngon luôn. 1, 2, 3 thí nghiệm tạo thành kim loại. Hello, bạn là Lưu Hạnh. Lưu Hạnh lần đầu làm chuyện ấy với thầy, phê không Lưu Hạnh ơi? Hôm nay lần đầu tiên chúng ta làm chuyện ấy với nhau, có phê không cháu? Hello các cháu, như các cháu nhìn đấy, thì bây giờ chúng mình còn câu 36, 37 là 2, 38 là 3, 39 là 4, 40 là 5, đúng không? 40 là 5, 34 là 6, 32 là 7, 28, 31 bỏ thôi, 28 là 8, đúng chưa? Vậy là chúng ta giải được 32 câu rồi. 32 câu là lấy được điểm 8 thôi. Ngon lành canh đào. Các cháu ơi, mục tiêu của buổi tối ngày hôm nay, như chú Vinh nói với các cháu, là mục tiêu buổi tối ngày hôm nay chúng ta chữa dành cho các bạn bị mất gốc, nên chú Vinh sẽ chỉ chữa lấy 8 điểm thôi. Còn lại video full của cái bài chữa này thì chú Vinh xin phép được đăng bên trong khóa bí kíp luyện đề. Những cháu nào mà muốn làm được những câu mà siêu khó thì có thể theo dõi lúc 0 giờ hàng tuần trên fanpage của chú Vinh có quay lại, chú Vinh có up lên cho các cháu để các cháu cùng theo dõi. Còn cái nhiệm vụ của cái buổi ngày hôm nay là một buổi live đề dành cho team mất gốc nhá, dành cho team mất gốc, nên dẫn đến một điều là chú Vinh sẽ chỉ live đến 8 điểm thôi. Cháu nào mà muốn xem live full thì xem tối chủ nhật nhá, tối chủ nhật 8 giờ. Ok, ở đây có bạn Thùy Dương. Đâu đến câu 30 mấy Thùy Dương còn kêu. Ok, hello, đây tặng quà cho Thùy Dương này, khổ lắm cơ. Khổ lắm nhưng mà không inbox được cho Thùy Dương. Thùy Dương inbox cho chú nha, đây không inbox được cho cháu này. Đấy, inbox cho chú nha. Đấy, hot boy phải inbox cho hot boy thì mới có quà. Ok. Hello. Còn lại bây giờ thì có lẽ là buổi live chúng ta tạm dừng tại đây. Các cháu chú ý là chú mình live hàng tuần, hàng ngày, hàng giờ trên fanpage của chúng mình. Bye bye, chào tạm biệt, nhớ lịch like nhá. Full tất cả các tối 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi, nhớ đặt xem trước nhá thì mới nhận được live stream thông báo của chúng mình. Bye bye, chào tạm biệt các cháu. Live VIP có đăng. Bye bye, chào tạm biệt các cháu.